giẫm nát thằng gai luôn à. Thằng gai này giẫm nát thằng gai luôn, chung từ đó lên. Cái hàng cho bên ngân nhân thì nó một thằng đây, đúng đây. Thằng lót, đây là một thứ. Mình chơi thế thôi. Xin chào anh em nha. Hôm nay anh em mình lại tiếp tục đi đi núi kiếm coi anh em. Kiếm ơi cảnh anh em. Tại đang đi quen biển nè, còn núi ở trên này. Chập nữa đi bọc quen biển, chập nữa leo lên men lên núi thôi anh em. Đó anh em thấy nước biển ấy. Biển bao la luôn, còn núi anh kia. Đó anh em thấy. Đó đồ rừng đi núi anh em. Đắp đen này anh em, dày quá trời luôn. Trơ. Bạn ra đó, trơ. Hốc lên toàn đất không đen, thui luôn nè anh em. Được. Sâu cứ cũng luôn. Đắp đây người ta khai thác nè. Khai thác ly tan á. Được. Ven bờ biển rồi, đắp đây quá nhiều luôn em. Này nước lớn quá, đi bọc ven biển anh em à. Mới bữa kia nước nhỏ này chạy xe dọc bờ biển luôn, đây đi dọc, đây đi bộ dọc bờ biển này, đá rồi đi lúc kia ra, đó cái bàn chữ biển anh em sát nước luôn, cách nước tầm 5 mét thôi, đây nước lớn rồi nó tấp vô coi luôn ra luôn á, mát, vừa gần biển có cái bàn luôn, nước rồi, bên kia cũng có con coi nữa nè, đúng cực mát luôn. Anh này lót xốp đỡ ngồi thì xốp nó tự lên đi. Chị mưa. Chắc là trú mưa chị mưa này. Vừa mới tìm được một cây hải châu này anh em. Hải châu lá nhỏ nha anh em. Đó, gốc nó nè, gốc đây. Nhánh hai thân anh em. Cho anh em xem lá này, lá nhỏ này. Đó, hải châu. Đó, tặng ở trên nhiều lá đây nè. Hấp đó, tí là sẽ dọn đào nữa cho anh em xem cái đường mới vừa lên tìm được coi giẫm nát thằng gai luôn à. Thằng gai này giẫm nát gai luôn, chung từ đó lên. Bên dưới kia là biển, nghe sóng có nghe sóng biển vỗ không? Cực mát luôn, trời nó mát luôn, kia có lên tìm được cái coi hơi khó rồi. Giờ dọn tàn nha anh em đó. Cách đó. Đây anh em xem này, đây là lá nhỏ đó anh em, lá nó nhỏ nhỏ này, đây, lá nó này. Rồi, cách dọn tàn nữa đào rồi anh em, dọn nó ngõ khó trùng thiệt nha, gai không đột khó mới còn như dở nó lăn hết rồi. Dọn tàn xong rồi này anh em, bây giờ tiến hành đào thôi anh em. Vừa cắt xong giờ trống chỗ rồi, nãy là khồm thôi chứ đứng không được, bây giờ dọn. Đá được cục vàng rồi. Lên coi rồi đó anh em. Đào xong lên coi rồi, sau khỏi đào lên coi rồi. Giờ vũ đất và xách ra chỗ nào trong trống dọn tàn thôi. Ra. Bây giờ trên dốc trượt xuống anh em. Cực khó đây luôn, chung thôi. Đây anh em, mới trượt xuống này rồi. Đó, trên nó coi đưa coi xuống chung rồi anh em à. Khó đây lắm. Luồng coi đi khồm bòi á. Nữa anh em thấy ngõ trời nữa chưa, còn xuống đây nữa, xuống đây cũng chung luôn, nhưng mà dở đi hơn trên đó. Nữa anh em đưa cờ xuống, trượt dốc luôn, dốc kịch ca luôn, trượt luôn. Vừa mới ở trên núi xuống anh em, bây giờ ra tới đây cắm dọn rửa lại trên đó, trong lùm coi rồi quá không thấy không? Yeah, cho anh em thấy kéo từ trên núi xuống, đó trên đó. Đây chỉ khồm đầu thôi anh em,
trên cái coi mới coi phát tài rồi nè, một cồn xuống tới đây trống mới dọn được, dọn rửa coi đây xuống tới đây ngồi đá đây thoáng mát dọn đây hải châu lá nhỏ nha em. Cắt bớt mấy cái rửa to nữa. Để cắt xác hết luôn. Để đỡ đỡ mấy cái rửa con này lại. Rút lại vô chậu chứ, để ngày sau lúc sau. Mấy cái rửa rồi con này cắt hết. Cái rửa nhỏ đâu mà ra, mấy rửa con đâu ra. Đằng sau này rửa nhỏ mấy gì. Rồi dọn dọn rửa đó anh em. Rồi bây giờ tiến hành dọn tàn đó anh em, dọn rửa xong rồi. Giờ dọn tàn. Dọn còn cao to luôn. Cao luôn nè rồi ra đây thoáng trống mới biết nó dọn đàn mới nhánh nhỏ nhỏ dưới rồi đỡ lại có hai nhánh nhỏ là chào chào quen nhau chào bạn không chào quen nhau đẹp quen nhau chạy dội cho quen nhau. Đem xuống cách trống không biết nó cách đó dọn sơ bộ là xong rồi anh em. Giờ chơi theo chơi quanh nhân rồi nào nha, quanh nhân hay mà mẫu tử cũng đẹp, mẫu tử cũng đẹp đây kiểu làng nó ra rồi sao muốn theo kiểu nào vừa bên nhân vừa một tớ luôn, một tớ nhưng mà một chân tớ là trong hai tớ mình chọn một chứ. Đây coi đây vừa chơi được bên nhân và vừa chơi được một tớ luôn. Thành ra giờ nhặt rất là bỏ. Thành ra giờ hớp bỏ rồi. Đứng đây gần biển rồi anh em, bây giờ ghe nó bắt đầu đi biển rồi. Em nghe anh nghe tiếng ghe nó chạy. Bây giờ bắt đầu đi. Dạ đi sáng mai nó mới vô vào cái này. Dạ đây nhỏ mà đi 2-3 ngày chứ vậy. Cái ghe nhỏ nhỏ rồi mà. Nhỏ mà chứa cá chỗ nào. Hai game.
giá giá đen cao. Lưới đèn. Ờ đèn thôi. Còn giá cao nó cao còn có mấy tấn rồi nha. À, bây giờ đi.